các Phật tử thì tụng kinh gọi là trong khoảng 49 ngày hoặc 100 ngày hoặc là một năm hoặc là sau khi bốc mộ, nên tụng kinh gì là tốt nhất? Tụng kinh Địa Tạng. Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng ở dưới quái âm họ thích nghe nhất là kinh Địa Tạng. Và một năm nay đạo tràng Tịnh Tông của Việt Nam chúng ta truyền bá bộ kinh Địa Tạng này, chúng ta thấy là rất nhiều những gia đình trước đây là âm dương đảo lộn hết, gia đình thì con cái lục đục bất hòa, thì sau khi phát nguyện tụng bộ kinh này 21 ngày, 49 ngày hoặc một năm, có nhà tụng đến một năm nay rồi thì chiếm đến 80-90% là ổn định, còn 5-10% là chưa được ổn định. Trường hợp vì sao chưa được ổn định? Vì có thể cái nghiệp của họ quá nặng, hoặc có thể khi đọc kinh á, tâm của họ thì không chú tâm, miệng thì đọc kinh nhưng mà tâm thì không ở trong kinh. Ví dụ ngồi đọc kinh cho nó có giờ thôi, để lấy gì? Để lấy ngày. Ví dụ như hôm rồi thầy nói rằng kinh Địa Tạng nói có người lên lừa cả thầy. Lừa thế nào? Cái bà cụ này cũng phải đến 60, gần 60 rồi. Trước đây theo đồng bóng hơn 20 năm nay đi nhảy đồng, nhưng bây giờ không còn tiền đi nhảy đồng nữa. Mấy năm trước làm ăn kinh tế có điều kiện, một ngày thì năm đi nhảy mấy vấn. Mỗi vấn như vậy là 20-30 triệu, 100 triệu. Nhưng bây giờ không còn tiền nữa để đi nhảy đồng thì người nó bức rức, nó khó chịu. Thế bây giờ thì đi lên đây thì nghe thầy giảng kinh Địa Tạng và thích quá, thì về bảo thôi quyết định là gì? Là bỏ không đi nhảy đồng nữa mà để theo Phật, để tụng kinh cho nó lành. Thế bây giờ già thì không làm ra tiền nữa. Nhưng thầy bảo về phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 100 ngày xong rồi mới đến giải điện cho. Thế đúng một hơn 100 ngày sau Phật tử này đến. Đến thì thầy hỏi tụng xong chưa, bảo tụng xong rồi. Bảo tụng không, bảo có. Nhưng khi các sư ông đến giải điện cho thì bảo là gì? Thì hỏi cụ tụng không, bảo gì? Con mở băng tụng kinh của thầy lên trên ban thờ. Đấy, thế mới đau thôi trên này. Đúng là bao nhiêu tuổi đời này vẫn còn bị cụ ấy cụ lừa. Đúng là ít tuổi hơn sẽ bị các cụ lớn tuổi lừa là đúng thôi. Đúng không? Lên ở đây thì nói với thầy là con tụng rồi. Nhưng khi các sư đúng tận nơi thì bảo thì con bận quá con không tụng được. Con mở băng cái đài của thầy lên trên đó 100 ngày nay rồi. Thế mới đau thôi chứ này. Đó. Đấy. Có những trường hợp đó. Rồi một trường hợp ở trên Ba Vì. Suốt ngày xuống đây cứ nào là các sư trong chùa, các sư cô, các sư ông, ai cũng sợ khi gặp bà cụ này. Vì sao? Vì bà nói dài, nói dai và nói mãi. Giải thích thế nào cũng gì, cũng không hiểu, gọi là cố tình không hiểu. Các sư ở phòng thông tin và phòng khách cứ thấy bà cụ này xuống một cái là lảng lại tránh rồi. Không ai muốn tiếp. Vì sao? Vì bà cụ hỏi đi hỏi lại vẫn một cái câu chuyện đó. Khi mà thầy hỏi tụng kinh thế nào, thì bảo xuống chưa gì đó gì. Thầy bảo con tụng 49 ngày, con tụng cả 100 ngày, tại sao thằng con trai nhà con nó vẫn hư? Thế hỏi tụng như thế nào? Bảo con tụng y như thầy nói. Thế tốt, bảo y như thầy nói là thế nào? Không trả lời được. Và bắt đầu tôi nói là lúc cụ tụng kinh, tâm của mình phải thanh tịnh. Tâm của mình với kinh phải là một. Chứ tụng kinh, đang tụng kinh, đang tụng kinh là Phật nói Bồ Tát thế này thế khác, hay là Bồ Tát đang nói ở trong kinh này thế khác. Nghe con chó đang sủa gâu gâu, khách ở đến nhà đang sủa gâu gâu ở ngoài đang tụng kinh hoặc đang Nam Mô A Di Đà Phật, chó ông ấy đi ra xem con chó nó sủa ai mà sủa cái gì, sủa lắm đấy, tôi đang tụng kinh đây đấy. Tụng như thế thì có tụng đến thì một năm thì cũng không bằng người ta tụng một ngày mà được nhiếp tâm các quý vị đó. Cái này là cái chuyện có thật. Đây là tôi lấy một cái ví dụ thôi. Có thể lấy một cái ví dụ nữa chúng ta xem. Khi đang tụng kinh, hôm đấy tự nhiên cái bụng chúng ta đói, nghe con dâu hay là nghe gì, con trai hay con dâu hay là nghe gì, nghe ông hay nghe bà, nghe cái mùi gì, rán thịt rán cá nó thơm xèo xèo dưới bếp, nghe cứ nghe cái mùi thơm nó bay lên, bảo rồi ôi dồi hôm nay sao đói thế, sao hôm nay tụng kinh mãi mà nó chả hết. Thế là cứ đang đọc thế này, đang đọc ở trang này thì lại dở đang trang kia, sao hôm nay mãi nó chẳng hết. Vì sao? Vì ngửi thấy cái mùi thơm thơm ở dưới bếp nó bay lên, cho nên mong nó xong nhanh để xuống để gì, để chén. Vì vậy mà tụng kinh như thế thì gọi là không có công đức, hoặc có thì có rất ít, cho nên có tụng một năm không bằng người ta tụng gì vài ngày đó. Cho nên vì vậy thầy mới mở các pháp hội như thế này để chúng ta đến để tu cộng tu với nhau.
Ở trong chùa thì không có cái gì, không có cái chuyện đăng tụng kinh mà gì, mà con chó gâu gâu mà chúng ta bảo chó đi ra đuổi chó, không có cái chuyện đăng tụng kinh nghe mùi dưới bếp nó bay lên thơm thơm mà chúng ta gì, chúng ta nghĩ cái chuyện đó. Vì ở chùa đây thì ăn chay tuyệt đối, ăn chay trường tuyệt đối, không có cái chuyện thơm thơm đó. Và chúng ta gì cộng tu với nhau thì nó có cái sức. Chúng ta biết là đạo tràng hôm nay khoảng độ 3.000 người, 3.000 người chúng ta ở nhà chúng ta tụng kinh á, để cộng cái sức cộng tu 3.000 người với nhau. Chúng ta cứ tưởng tượng đi, nếu chúng ta tụng kinh một mình chúng ta một ngày thì ở đây 3.000 người, cái sức tụng chúng ta bằng gì? Bằng 3.000 ngày, bằng bao nhiêu năm? Một năm là 360 ngày, bỏ đi khoảng mấy ngày thì chúng ta có công có việc, khoảng ngày lễ ngày Tết chúng ta không tụng được, chứ có cho là khoảng 300 ngày chúng ta tụng được, bằng bao nhiêu năm các quý vị? Hả? 10 năm hay bao nhiêu năm? Đấy, các quý vị cứ nhân ra xem. Đó, nhân ra xem. Mà một ngày cộng tu như với nhau như thế, cho nên cái công đức là vô lượng. Vì sao công đức vô lượng? Vì sự gia trì của chư Phật, chư Bồ Tát vậy. Một cái tâm thanh tịnh đọc kinh lên, tức là chúng ta là một vị Bồ Tát ở trong hội trường này để chuyển đọc kinh Phật vậy. Tâm một vị thanh tịnh ở trong hội trường này đọc tụng lên, tức là gì? Là một vị Phật thanh tịnh vậy. Nhưng mà không phải, tất nhiên không phải 3.000 người tất cả đều thanh tịnh được. Cũng có một số ít người là gì? Mới đến lần đầu, hoặc là chưa đủ niềm tin, hoặc là đến đây vì một mục đích lý do khác. Chúng tôi không biết có cái trường hợp đó, nhưng thôi tùy duyên kệ họ. Họ có việc của họ và chúng ta làm việc của chúng ta, không quan trọng cái việc đó. Điều quan trọng là chúng ta cứ làm đúng là được. Phật tử còn hỏi ý thứ hai nữa là: con thấy Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời một tay chỉ trời một tay chỉ đất, ý nghĩa là gì? Kính bạch thầy giảng cho con được biết ạ. À, chúng ta thấy là khi Thái tử Tất Đạt Đa giáng sinh từ cung trời Đâu Xuất, giáng sinh xuống nhân gian chúng ta, và câu chuyện về lịch sử ngài nói rằng khi sinh ra ở tại vườn Lâm Tỳ Ni á, thì chúng ta thấy là sau khi sinh ra như một đứa trẻ bình thường, nhưng mà xong rồi ngài lại bước đi 7 bước khác với những đứa trẻ bình thường khác, là khóc oe oe, cất tiếng khóc chào đời. Nhưng mà Thái tử Tất Đạt Đa sinh ra thì tự nhiên là sinh ra khỏi lòng mẹ, tự nhiên chập chứng là đứng dậy bước đi 7 bước, mỗi bước thì ở trên á, đất là hiện lên một đóa hoa sen, và đến bước thứ 7 á, thì ngài dừng lại, và tay phải thì gì? Chỉ trời, và tay trái thì chỉ đất, và ngài đọc cái bài kệ Thiên Thượng Thiên Hạ Duy Ngã Độc Tôn. Đọc cái bài kệ đó xong thì tự nhiên là 9 cái vòi nước ở dưới mặt đất phun lên và tắm cho ngài, gọi là Cửu Long đó. Tức là 9 vị Long Vương dâng nước để tắm cho Bồ Tát đó, tắm cho Thái tử Tất Đạt Đa đó. Đó. Thì chúng ta thấy cái câu ý nghĩa của bài kệ đó là gì? Ngày xưa Đức Pháp Chủ ngài giảng rằng đó, ý nghĩa của bài kệ đó, cái chữ Thiên Thượng tức là có nghĩa là trên trời, Thiên Hạ có nghĩa là dưới đất, Duy, chữ Duy có nghĩa là chữ chỉ, chữ Duy dịch nghĩa là có chỉ, là duy nhất. Chữ ngã ở đây, ngã ở đây không phải là chỉ cho cái tôi mà chúng ta thường hiểu bây giờ. Thế gian chúng ta hiểu ngã ở đây là chỉ cho chữ tôi. Trong chữ Hán, ngã có nghĩa là tôi. Tôi. Cái tôi ấy, tức là chỉ cho thân mình á. Nhưng có những người Đức Pháp Chủ ngày xưa ngày giảng, chúng tôi ngày nói có những vị Pháp Sư lên giảng ở trên tòa nói là gì? Nói Đức Phật nói là trên trời dưới đất chỉ có ta là độc tôn duy nhất, chỉ có ta là tối thượng nhất, chỉ có ta là tuyệt vời nhất, chỉ có ta là tố hảo nhất, vân vân. Hòa Thượng nói giảng như thế là không đúng với bản ý của Phật. Mà cái ngã ở đây phải được hiểu là gì? Là chân ngã. Phải được hiểu là gì? Là đại ngã. Thế nào là chân ngã và đại ngã? Hòa Thượng giảng cho chúng tôi ấy, chân ngã và đại ngã đây phải được hiểu nó chính là gì? Là Phật tính, là tự tính của chúng sinh, hay gọi mình gọi là gì? Là Bồ Đề Tâm. Cho nên Thái tử là một vị Bồ Tát bổ xứ trên cung trời Đâu Xuất, có tên là Hộ Minh Bồ Tát, trên nội viện cung trời Đâu Xuất giáng
sinh xuống nhân gian chúng ta này để mục đích là để giáo hóa độ sinh. Cho nên á, Ngài mới khác thường với đứa trẻ bình thường là sinh ra đời khóc oe oe. Nhưng Ngài thì bước đi 7 bước, tay phải chỉ trời, tay trái chỉ đất, và đọc cái bài kệ là Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, có nghĩa là trên trời dưới đất chỉ có gì? Cái Phật tính, cái Bồ đề tâm mới là gì? Mới là được tôn quý nhất. Ba mười phương ba đời chư Phật đều trân trọng và tôn quý nó. Mười phương ba đời các vị Bồ Tát cũng đều gì? Trân trọng và tầm cầu nó. Mười phương chúng sinh muốn thoát ly sinh tử khổ đau là phải gì? Cũng phải tìm tới nó và đạt tới nó. Cho nên gì? Nó là cái duy nhất để thoát ly sinh tử. Nó là cái duy nhất để vượt ra ngoài tam giới. Nó là cái duy nhất để cho chúng ta vĩnh viễn không bị đọa lạc, không bị luân hồi khổ đau nữa. Cho nên á, ai á mà sống được với nó, tìm ra nó, sống được với nó thì người đó chính là gì? Người đó chính là Phật. Và chúng ta thấy lại phải gì? Phải đến 30 năm sau Thái tử Tất Đạt Đa mới gì? Mới tìm ra nó và sống được với nó, đúng không? Chúng ta thấy lịch sử nói 19 tuổi ngày xuất gia, 5 năm đầu tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, tức là 11 năm sau khi xuất gia nữa, cộng với 19 tuổi ở tại gia nữa là gì? 30 tuổi thành đạo. Tức là 30 năm sau Thích Ca Mâu Ni Phật mới tìm ra nó và sống được với nó, thì khi đó mới gọi là Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó, cái ngã đó chính là chỉ cho Phật tính. Đó, xin trả lời ngắn gọn như vậy thôi, còn dành câu hỏi khác. Một Phật tử nó hỏi là: con kính bạch thầy, con và chồng con đã lấy nhau được 6 năm nhưng vẫn chưa có con. Chúng con cũng đã đi chạy chữa cả đông y, tây y và đi cúng lễ nhưng chưa được toại nguyện. Con xin thầy chỉ dạy cho chúng con biết hai vợ chồng con sớm có con ạ. Và nếu để xin được con trai thì chúng con phải làm những gì? Đấy là còn thế nữa, xin là còn xin con trai chứ không xin con gái. Đây, câu hỏi xin con trai. À, con xin cảm ơn những lời chỉ dạy của thầy. À, cảm ơn trước. À, Phật tử này chắc chắn là mới đến chùa thôi, cưới nhau 6 năm. Đông y tây y kết hợp rồi vẫn không gì, không có. Và đi cúng lễ các nơi rồi, đây nói là cũng đã đi cúng lễ nhiều rồi nhưng mà gì, vẫn chưa được toại nguyện. Thì nay lên đây thì như thế nào? Đấy, pháp hội này như hôm qua thầy nói là gì, nó là phương tiện. Đây là phương tiện thôi, chứ trong nhà Phật thì không coi cái này, không coi cái việc này là cái việc chân chính để truyền đạo. Đây gọi là phương tiện, giống như chiếc thuyền để cho người đưa người qua sông thôi. Còn giáo lý của Đức Phật là dạy chúng ta là gì? Là phá mê khai ngộ, hướng đến sự giải thoát thanh tịnh tuyệt đối và gì? Thành Phật, thành Bồ Tát để cứu độ chúng sinh cơ. Đó mới là giáo lý chân tịnh tuyệt đối của Phật. Còn nhưng mà bây giờ tự nhiên mà bảo, bây giờ bảo anh chị này mà bảo tu đi thì là khó lắm. Nhưng bây giờ mà bảo gì? Làm việc thiện, lên đây để lễ Phật một ngày hoặc hai ngày để cầu con, chắc chắn là nghe ngay. Thầy kể một câu chuyện, hôm nay không biết cái đôi vợ chồng nó có đến đây không. Nhà bên Vĩnh Phúc, anh chàng này cưới vợ 13 năm, hai vợ chồng chung sống 13 năm, đi chữa tất cả các bệnh viện phụ sản, các bệnh viện này nọ ở Việt Nam, bệnh viện nổi tiếng về cái vấn đề đó rồi, kể cả khám các vị giáo sư để chữa riêng rồi, nhưng không khỏi, và họ đều kết luận là cả hai vợ chồng đều không có con, cả người vợ người chồng, cho nên hai vợ chồng đã về là sống với nhau để quyết định chia tay nhau. Cả hai vợ chồng thì người con gái, người con trai đều không có gì. Bác sĩ họ kết luận, đi đâu họ kết luận là cả hai vợ chồng đều không có con. Là đó, đấy là do bệnh, chứ không phải là do gì. Không phải là do cái gì khác mà họ kết luận đấy là bệnh rồi, không thể có con. Mà làm thụ tinh nhân tạo rồi, mấy lần cũng gì không có, vì cái buồng trứng, xin lỗi các quý vị, tôi nói về cái ấy một chút. Về cái buồng trứng của cái người vợ á, thì đi khám, cái vợ chồng bảo là, bác sĩ bảo là không có.
cho nên không thể có con, hai vợ chồng quyết định chia tay nhau. Xong một đôi, tiếp tục một đôi khác, cũng cưới nhau thì 5-6 năm, thì cái đôi đó thì đi khám thì cái ông chồng á, nó bảo là đi khám thì bác sĩ bảo cái cô vợ là không có con, còn không phải do ông chồng. Cho nên về cái ông chồng nói gì, nó cũng dùng giấy và nó bỏ luôn. Mặc dù hơn 6 năm trước thì nó bảo là đời này kiếp này anh chỉ yêu mình em thôi, em chính là trái tim của anh, là đôi mắt của anh, là hơi thở của anh, vân vân. Nhưng mà khi đi khám bác sĩ nó bảo á, em không có con, một cái thì về liền là gì, đôi mắt nó cũng bỏ, trái tim nó cũng vút, mà hơi thở là gì, nó cũng chẳng cần nữa. Và nó đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Và cô ấy nhìn cũng rất là cao giáo, trắng trẻo, xinh đẹp sang đây rồi, nhưng mà vì một cái là gì, không có con, cho nên là sẵn sàng bỏ, trái tim, đôi mắt rồi hơi thở nó bỏ tất. Và nó sống gì, cho cá nhân của nó. Nhưng mà cô ta buồn quá, không thể làm gì được, cả nhà chồng nó đuổi chứ không phải mình chồng đuổi. Nó bảo là đi lấy chồng mà không biết sinh con thì không phải là đàn bà, không xứng đáng là người vợ, cho nên đuổi ra khỏi nhà. Và cô ấy về nhà nhà bố mẹ đẻ. Vì một thời gian sau thì cả hai người, cái ông, cái vị mà hai vợ chồng bỏ nhau cưới 13 năm kia, thì cô vợ thì không biết đi lấy người khác không, nhưng ông chồng thì khi mà đi làm gặp cái cô này, đều đi làm gặp cô này, cô này thì bị chồng bỏ, thì hai người nghĩ rằng việc thôi, cả hai hoàn cảnh đều là gì, đều đi khám mà bảo là không có chồng và không có con, cả nam cả nữ. Nhưng cưới nhau thì về chung sống với nhau, xác định là gì, là nương tựa nhau tuổi già thôi, già đỡ thì già cả, thì sau này cả hai đều không có con thì giúp đỡ nhau thôi. Và sau đó thì năm ngoái pháp hội, hình như tháng 6 hoặc tháng 7 năm ngoái thì phải, bắt đầu pháp hội Địa Tạng 21 ngày đó, tháng 6 21 ngày, hai vợ chồng cưới nhau hơn 3 năm không có con. Và nghe các Phật tử nói là hai vợ chồng thôi nghỉ hết công việc đi sang đây thì ở 21 ngày cả hai vợ chồng, và nghĩ rằng là thôi sang để tụng kinh cho nó đỡ buồn, mà được thì là cái tốt, mà không được thì cũng không sao, phải xác định rồi, bác sĩ bảo không có rồi thì làm gì có cái chuyện mà đi tụng kinh mà có. Nhưng mà thôi, còn một chút le lói niềm tin thì cứ thử xem. Sang đây tụng kinh đúng 21 ngày cô tụng kinh Địa Tạng năm ngoái, và nghe thầy nói là gì, tụng kinh xong á, đi lên trên chùa Tản Viên đi thật sớm. Hôm nay nói như thế này thì làm như các vị xong mấy hôm nữa là tranh nhau đi, thì ai cũng đi sớm thì ai là người đi muộn đây. Thế cái ngày đó thì nó ít hơn, hai vợ chồng đi thật sớm lên, và ở nhà là 3:30 sáng đã lục tục đi rồi, lên tới chùa, nhà chùa còn chưa mở cửa, còn chờ nhà chùa mở cửa. Xong rồi lễ Phật lễ tổ xong, ra giếng Quan Âm xin nước như thầy nói ấy. Xin nước xong một cái đem dâng lên trên điện Chuẩn Đề, có cái ban của Bồ Tát Quan Âm Tống Tử, tức là Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát bế đứa con á, đặt lên đó, xong rồi dâng lên đó xin xong mang về nước, hai vợ chồng cứ uống nước. Tức là hơn 2 tháng sau tự nhiên người vợ thấy khác, đi khám bác sĩ bảo là gì, có thai rồi. Và một điều đặc biệt, cách đây khoảng độ 1 tháng, tức là ở tháng trước, ở tháng 8 vừa rồi, sau pháp hội Vu Lan, sáng đầu tháng 8, hai vợ chồng bế đứa con nhỏ sang đây mới sinh được 15-16 ngày, bế sang đây để lễ Phật, để cho thầy bảo đấy, con này là gì? Hai vợ chồng nói trêu là đấy là con của thầy cho đấy. Nhưng nói nó không hiểu thì bảo là con của thầy cho thì chết nguy hiểm, và con của Phật đấy. Đã, cầu Phật, Phật cho, Bồ Tát cho. Thầy phải đính chính lên như thế, bảo là con của thầy hiểu lầm thì chết toi. Đấy, nhưng các vị biết không, sinh không phải là sinh bình thường, mà sinh ra một đứa con trai rất là bụ bấm, kháu khỉnh, khôi ngô, tuấn tú, tai to, trán rộng. Và thầy nhìn cái tướng đứa bé này, thầy bảo á, cố gắng cho nó ăn học, sau này nếu có làm quan nó ít nhất nó phải làm chủ tịch huyện trở lên. Tai to, mặt lớn, phương phi, tướng tá như vậy, bảo chịu khó dạy dỗ cho nó. Đó. Chúng ta thấy một cái việc mà gì, mà ở thế gian các bác sĩ bó tay không thể làm được, và đều khẳng định là không làm được, vậy mà Phật Pháp làm được, vậy mà tụng kinh Địa Tạng làm được, vậy mà gì, lễ Bồ Tát Quan Âm là làm được. Đấy là một trường hợp.
Và một trường hợp nữa ở dưới Thanh Xuân, ở cái đào, trong nhóm đạo tràng ô tô Hòa Bình của bà Liên tổ trưởng á, có một trường hợp nhà trong chiều khúc nhưng mà hay đi với đạo tràng, chiều khúc thuộc thiệu quần Thanh Trì, cưới nhau cũng 5-6 năm rồi không có con, bắt đầu là đi cúng đi chữa rồi mọi cái rồi cũng không được. Thế nghe người ta mách lên đây năm ngoái, lên đây thì tôi bảo rằng thôi cái trường hợp này tôi nhìn tôi bảo là gia đình phải cúng 1-2 cái cây vào ở trong chùa, trong đình, bất cứ nơi nào, đình chùa làng cũng được, ở đâu cũng được, cúng đâu thì cúng. Thế gia đình mới bắt đầu về mới trở lên 2 cái cây sứ, 2 cây sứ trước ở nhà tổ bây giờ vẫn còn đấy các quý vị, vẫn còn đang sống tươi tốt đó. Nhưng mà ngày xưa nếu mà cúng vào cái cây cổ thụ thì tốt hơn, cây sứ thì nó không được thọ lâu. Đấy, trường hợp này nếu mà tới đây thì muốn cho nó được lâu bền thì nên cúng vào một cái cây cổ thụ, cây si, cây xanh, cây đa, cây đề gì đó, nó tốt hơn đó. Thì tôi bảo cúng thì gia đình chắc là sẵn cây hay là điều kiện kinh tế không có, cho nên là mua đôi cây sứ, mà đôi cây sứ nó cũng phải 5-7 triệu hoặc 10 triệu đấy, thì chúng ta cúng một cái cây cổ thụ to, nó cũng cầm mấy tiền, nhưng mà cây si xanh đa đề nó bằng cái phích, cho ton cái phích ấy, thì cây đấy là nó thọ lâu hơn, có thể nó thọ mấy trăm năm, thậm chí có cây nó thọ 1000 năm. Gọi là tạo cái cây phúc. Vì sao mà tạo cây phúc? Vì cái trường hợp đó tôi thấy là gì, nó kém phúc, cho nên nó bảo nó cúng thì cây, bảo cúng cây để gì, để trồng cây phúc, cúng vào đình chùa miếu mạo, đặc biệt là chùa cúng Phật phải tạo cây phúc. Mà trường hợp đấy tôi không có tác động cái gì, không có lễ bái xin gặp tôi không cho gặp, mà cúng 2 cái cây vào đó một cái thôi, và rồi còn sớ sách thì cứ lên làm lễ bình thường, và bảo về tụng kinh Địa Tạng, bảo mẹ chồng về cái tụng kinh Địa Tạng đấy cho nó, mà bảo nó cũng đọc kinh Địa Tạng nữa. Thế là về cả hai mẹ con cùng đọc xong cũng 2-3 tháng sau mà nghe khác, đi khám một cái bác sĩ bảo có thai, rất là mừng. Nhưng xong rồi thì tự nhiên cái cây sứ ở bên phía bên cửa phòng của tôi á, tự nhiên là nó bị thối mất cái gốc, tự nhiên nó thối gốc. Thối gốc xong rồi á, thì ở nhà thì cái cô con dâu của bà cụ ấy đi tự nhiên đi khám, thì bác sĩ bảo cái thai á, nó không gì phát triển không được, nó gọi là quái thai, gọi là dị dạng, mà là bị bệnh. Mà để như thế này thằng ảnh hưởng đến cả mẹ, mà sinh ra thì nó sẽ gì, quái thai dị dạng. Trong gia đình sợ quá, bà cụ ấy lên đây gọi điện cho tôi, thì tôi nhìn thấy cái cây mà ngọ cúng nó bị thối gốc, tôi biết là có vấn đề. Nhưng rất may lúc đó có cái cụ ở dưới, gọi cụ Tú, cụ ở dưới đạo tràng Lên Xuân, nó cũng ở gần đấy, cụ lên cụ chăm sóc. Thế cụ bảo cái cây này thầy để cho con chữa lại ra, thầy bảo, chữa đi cho nó, gia đình họ cúng đấy, sợ nó chết mất chữa đi. Thế cụ mang ra cụ chữa, và tôi bảo bà cụ ấy và con dâu bảo về, bác sĩ bảo phải bỏ cái thai, tôi bảo đừng có bỏ, để đấy sau tụng kinh 49 ngày, mà sau được khám mà bác sĩ họ bảo nó vẫn còn như thế thì lúc đó phải bỏ, thì bắt buộc phải bỏ thì bỏ. Thế cụ ấy về bảo hai mẹ con tụng kinh Địa Tạng hết 49 ngày, xong đi khám bác sĩ nó mới ngạc nhiên, nó bảo cái thai này trước đó hơn 1 tháng khám tôi thấy nó như thế, tại sao bây giờ nó lại thay đổi như vậy. Thế hỏi là có làm được cái gì, chữa cái gì không, bảo là không, gia đình không làm chữa gì, có mỗi tụng kinh lên chùa Khai Nguyên thầy vào tụng kinh Địa Tạng, tôi tụng kinh Địa Tạng thôi, và người ta bảo thai phát triển bình thường, lại trở lại bình thường, và cách đây vài tháng là đã sinh ra một đứa con bình thường rồi đó. Chúng ta thấy Phật pháp ấy, nó có cái sự mầu nhiệm như vậy. Rồi hôm qua kể rồi một câu chuyện nữa đúng không? Hôm qua kể rồi tổ Phật tử bà Bon mới chuyện mới tinh, hôm qua nó mới sinh được mấy ngày nay thôi. Có 2 đứa con gái rồi mà thì nó sinh trước đây nó đứa thì thần kinh, đứa thì thân thể không được tốt, đứa thì thần kinh trí tuệ không tốt. Cho nên hai vợ chồng nó chỉ mong muốn sinh được một cậu con trai. Thứ nhất là để nối dõi tông đường, thứ hai nữa là để gì? Cho vui cửa vui nhà, về hai đứa chị của nó là thân thể và trí tuệ không được phát triển tốt lắm, để sinh non tháng. Cho nên cả gia đình lên đây để cúng dường một pho tượng Địa Tạng, để xin là sinh một đứa con trai. Thế xong nhưng mà một thời gian về thì quả đúng là thật, mấy năm trời rồi không sinh con, nhưng bây giờ quay trở lại thì tự nhiên là làm lễ rồi, về tụng kinh rồi thì
cô ấy có thai. Hơn 3 tháng một tí đi khám, bác sĩ họ khẳng định là 100% là con gái. Đó. Xong về buồn quá, ông chồng nghe thấy buồn quá, không muốn nghe nữa. Mắt thiu thiu ra, vợ thì cũng rất là buồn. Nhưng mà muốn đi bỏ thì mẹ chồng là khuyên là không có cho bỏ. Vì đây là con cầu tự. Con xin ở chùa, tức là xin Phật, chứ không phải xin thầy nhá. À, đây là xin Phật. Cho nên con cầu tự, cho nên cứ để đi. Và bà cụ bảo là gì? Nhất tâm, hỏi tôi bảo cứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng đi. Phúc mình đến đâu thì mình hưởng đến đó, không được bỏ. Nếu mà bỏ như vậy thì sau này thì không còn cơ hội nữa đâu. Mà nó kết oán cho thì không bao giờ có cơ hội, không bao giờ có nữa. Thế cụ bảo là con đâu thôi, thì không đi khám nữa. Từ đó là không đi khám nữa. Đợi cho đến thì cho đến ngày sinh thì tự nhiên đi ra bệnh viện là sinh. Sinh ra thì khi sinh nó lại không phải là con gái, mà nó lại là gì? Lại thành con trai. Chúng ta thấy không? Đấy, may mà không bỏ. Từ hôm đấy tới giờ gia đình là cứ quấn quýt, và sinh xong một cái là mẹ gọi điện lên, mẹ chồng gọi điện lên nhà chùa là cảm ơn rối rít ra. Đấy, cho nên chúng ta thấy là cái chuyện đây chỉ kể một vài chuyện thôi. Còn cái chuyện mà cầu con cầu cái thì cái này thì thầy không chắc chắn 100%. Nhưng mà nó có một cái điều đặc biệt thế này các quý vị. Có một cái điều đặc biệt này, ở trên chùa Tản Viên nó có một cái giếng nước, thầy đặt tên là Long Tỉnh Tuyền. Đặt tên là Long Tỉnh Tuyền, hay còn gọi là giếng Quan Âm. Đó. Có hai tên, thầy đặt tên là Long Tỉnh Tuyền. Vì ngày xưa thầy lên trên chùa Tản Viên năm 2008, nhận cái chùa nó 2008 thì lên đó thì nước ăn đó thì toàn bị ngứa. Ăn cũng bị ngứa mà tắm cũng bị ngứa. Cả thầy cũng ngứa và cả trò cũng ngứa và thợ cũng ngứa, ai cũng ngứa hết. À, vì nước ở trên rừng ai ngứa. Bắt đầu lên đó thì bắt đầu nước ăn không có, toàn là ăn nước suối cho bị ngứa hết. Và khi đó thì thầy lên tụng kinh, ngày đó hay tụng kinh Pháp Hoa. Và đặc biệt là phẩm Phổ Môn này này, là thầy hay trì suốt này. Đó, kinh Phổ Môn này trong phẩm 25 của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tức phẩm Phổ Môn mà chúng ta tụng đang pháp hội này đó. Thầy đọc tụng và thầy phát nguyện rằng nếu mà con có duyên để xây dựng ngôi chùa để truyền bá Phật Pháp ở cái núi Tản Viên, nơi đất thánh, nơi đất của Đức Thánh Tản Viên Sơn này, thì nguyện rằng là gì? Cho con sẽ đào được một cái giếng. Thứ nhất là để dùng nước cúng Phật, thứ hai là nước để làm Phật sự, ăn uống để sinh hoạt, để làm Phật sự hàng ngày. Đó. Vì cái nước ở ngoài suối nó ngứa lắm. Tắm cả ăn đều ngứa, mẩn hết cả người, lở loét hết cả da, thợ thuyền lở loét sần sật như là bị ghẻ lở với nhau hết ấy. Đó. Thế xong rồi ấy, ban ngày chiều tối thì tụng kinh như vậy, đến tối lại thì tự nhiên có một cái giấc mơ, ngủ mơ, đây là nói ngủ mơ thôi, còn thật giả thì tôi cũng biết, đây là ngủ mơ thôi, tôi kể là cái chuyện ngủ mơ thôi. Thế tự nhiên thấy là một cái ông cụ là ngủ mơ, trong lúc mơ mơ đó thì thấy một ông cụ râu tóc bạc phơ với chống một cái gậy giống như cái kiểu gậy bằng tre của các cụ hay chống ngày xưa. À, trên cái đầu gậy có một cái bình hồ lô nữa. Tôi nhớ rất rõ là trên đầu gậy cũng có cái bình hồ lô, cụ chống cụ đến. Và cụ ấy nói rằng là buổi chiều tối tôi có nghe thấy là thầy kêu ca là không có nước để cúng Phật, không có nước để sinh hoạt. Và thầy muốn đào một cái giếng. Cho nên nay thì tôi đến đây để chỉ cho thầy cái chỗ đào giếng. Mai thầy cứ ra chỗ đó đào ấy thì sẽ được nước để ăn. Nói là đào xuống 3 mét dưới đến 3 mét 7 là có nước, nói rất rõ như thế. Mà đến khoảng 3 mét thì có một hòn đá rất là to nằm ngang ở cái giếng. Thầy phải lật bỏ cái hòn đá đó lên thì sẽ có nước. Và dậy sáng mình sau khi mơ thấy cái giấc mơ đó dậy sáng thì tôi cũng nghĩ không biết là thật hay giả, nhưng mà nghĩ thôi mình không có nước thì thôi cứ phải là đào đã. Xong rồi bắt đầu tôi mới gọi cái bác Minh mà ở nhà đã trông á, có cái máy xúc á, đang múc đường cho tôi á. Tôi bảo bác thôi bác đánh máy lên đây bác múc đào thì cái giếng đó. Thế bác lên bác bảo thầy đùa con hay sao, ai đào giếng đó chứ lưng chừng núi làm gì có nước lưng chừng núi mà thầy đào giếng. Tôi bảo thôi bác cứ đào cho tôi, có thì dùng, không có thì thôi là lấp lại.
Thế là đào đúng xuống khoảng 3 mét thì gặp một cái hòn đá to nó nằm chắn ngang dưới hết toàn bộ cái lòng giếng. Thế bác bảo thôi thầy ơi không đào được rồi, vướng giếng rồi, vướng đá liền rồi, không đào được. Xong tôi bảo lấy thước cái đo xem. Lấy thước cái đo đúng khoảng 3 mét. Có cái hòn đá to nó nằm những cái chiếu, nó nằm ngang hết cái lòng giếng luôn. Thế tôi bảo thôi mở rộng giếng ra. Ngày xưa chỉ gọi là đào cái giếng nhỏ nhỏ, nó xuống nó khoảng độ 3 mét thôi, tròn tròn thôi. Cho nên không thể lấy hòn đá được, hòn đá nó kín hết cả cái 3 mét đó. Thế xong rồi tôi bảo thế mở rộng ra. Mở rộng ra khoảng 6 mét cho đến 8 mét mặt giếng đi, lúc đó mở rộng ra khoảng độ 8 mét. Xong rồi xây vào bây giờ nó còn khoảng 5-6 mét. Mở rộng lòng giếng ra để cậy. Thì cậy thì đúng cái hòn đá nó nằm bẹt bẹt, to hơn cả cái chiếu ấy. Nó nằm chắn hết đó. Bắt đầu cậy ra một cái thì tự nhiên nước nó cứ thế là ứa lên. Phải lật vài giờ, phải lật hết cả một ngày thì mới lật được cái hòn đá. Hòn đá nó to, nó nặng quá. Lật được hòn đá lên thì tự nhiên là nước thế là nó cứ thế nó thấm, nó đùn lên. Múc sâu xuống khoảng 1 mét nước thì là cái mạch, có mấy cái mạch nước nó to bằng ngón tay cái, cứ thế nó đùn từ ở dưới lên. Thế là nước quanh năm ngày tháng. Và từ ngày đó trở đi là dùng cái nước đó để ăn. Không có ngứa nữa. Bệnh của ngứa của tôi cũng như thợ là hết sạch luôn. Mà nó một cái điều đặc biệt nữa. Một cái điều đặc biệt nữa là từ đó cho đến nay kể cả nước suối cũng không ngứa nữa. Thế mới hay chứ. Nước suối ngày xưa mới lên thì ngứa nhưng bây giờ không ngứa nữa. Bây giờ ra tắm nước suối vô tư, chỉ có mát thôi chứ không có ngứa. Đem ăn cả nước suối vào ăn luôn cũng không có ngứa nữa. Thế mới hay. Một cái điều nó kỳ diệu như thế. Không biết nó trùng hợp hay sao mà kỳ diệu như vậy. Cho nên bắt đầu từ ngày đó thì ở trên chùa Tản Viên nó có nhiều cái buồn cười lắm. Nhiều cái mà chúng ta không thể tin được. Ví dụ như là từ ngày đó có những trường hợp mà họ ốm lay lắc, ốm quặt quẹo ra, thầy thuốc cúng bái không khỏi. Thế lên đó tự nhiên là đầu tiên là tôi nghe người ta kể lại thôi thì tôi không phát hiện ra đâu, mà nghe người ta kể là người ta đi lễ ngày Tết ấy, lễ ngày Tết, lễ tháng riêng ấy, đi chảy hội ấy, dân họ lên họ lễ xong bắt đầu họ bảo là xin cái can nước về để họ uống cho nó mát, uống được nước ở đất chùa, đất Phật, đất thánh thì tốt lắm, thì họ xin mình có vào ớt hết đi ra mà lấy. Thế họ lấy xong bắt đầu khoảng độ mấy ngày sau thì họ lên họ cảm ơn, họ bảo ôi dồi ôi, Phật pháp nhiệm màu, nước ở chùa Tản Viên giếng của thầy về nó uống một cái nó khỏi cái bệnh ngứa và nó khỏi cái bệnh ốm đau một cái. Thế là từ ngày đó mình phát hiện ra, không phải là cái này tôi phát hiện ra mà do chính các Phật tử họ xin và họ uống họ khỏi và họ lên họ lễ tạ, họ nói mình phát hiện ra, bắt đầu mình hướng dẫn cho họ. Đặc biệt là những trường hợp cầu con. Những trường hợp cầu con và hướng dẫn cho họ tụng kinh xong á. Lễ Phật xong, tụng kinh xong á thì đi lên đó mà múc cái can nước về để uống vì rất nhiều trường hợp được. Các vị ở trên chùa Tản Viên á, nhất là Xuân Hội, mỗi một năm có hàng trăm, hàng hơn trăm ca, thậm chí có hàng vài trăm ca nó lên nó lễ tạ, nó bảo đầu năm con đi lễ ở chùa Tản Viên mà gì, đến cuối năm con sinh con và sang đầu năm con gì, con lên con lễ tạ nhiều lắm. Đặc biệt là các vị ngồi viết sớ tiếp xúc với họ, ngồi trực Tam Bảo, ngồi trực trên điện chuẩn đề ấy, họ lên họ lễ tạ, họ nói lại cái điều đó. Thế cho nên ở đây cái trường hợp này và tất cả các trường hợp mà cưới nhau nhiều năm chưa có con thì cái pháp hội này này là thầy dành cho cái việc đó đấy. Các quý vị viết cái lá sớ cầu con, đầu tiên là viết một cái lá sớ cầu con dâng lên ở trên ban Đức Quan Âm và tất cả các sư và đạo tràng cùng làm lễ hồi hướng cho. Và cái việc thứ hai cần phải làm đó là phát nguyện sau khi hết pháp hội 3 ngày về phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 21 ngày. Không tụng được thì đọc cũng được, đọc thì đọc sách cũng được. Mỗi ngày đọc hết một bộ đấy cho thầy. Học hết một bộ kinh Địa Tạng, nó có 3 quyển thượng trung và hạ đó, đọc hết một bộ đó. Lấy giữa ra ban thờ thần linh gia tiên nhà mình để đọc. Hương khói thanh bông hoa quả lấy lên để đọc, đọc cho thành kính, đọc cho tỏ cái tâm thành kính nhất để đọc. Đọc xong 21 ngày á, đấy các vị mà cầu con thì nghe rõ này, để ý để rõ vào. Đọc xong 21 ngày thì bắt đầu gì? Mình chọn một cái ngày nào đó để hai vợ chồng đi lên chùa Tản Viên, đi thật sớm. Đấy. Nhưng mà trước khi đi tí nữa đăng ký với nhau. À, người này đi hôm này, người nọ đi hôm kia, có lại chủ nhau. Thôi nói thì thôi, đi thật sớm thì tốt, không thì trùng cũng không sao, Phật Bồ Tát cứu độ hết mà, thì nói vui đi thôi.
Nhưng mà chúng ta đi thật sớm, chúng ta là cái người đầu tiên đến chùa được là tốt nhất. Tức là để tỏ tấm lòng thành kính chúng ta. Đi đến thì đầu tiên là lễ Phật lễ tổ. Lễ Phật lễ tổ xong á, bắt đầu đi ra giếng quan mang vài cái can đi. Can vài chục lít không được, giếng nó không có cạn đâu, vài chục lít không có cạn. Bơm, nếu có bơm cái máy to vài tiếng đồng hồ nó mới cạn. Nó cạn một tí nó lại đầy. Đem ra đó, lấy cái nước đó cho vào can, trở lên trên điện chuẩn đề, cái điện đang làm dở nhà bằng gỗ á, coi pho tượng nghìn tay nghìn mắt thiên thủ thiên nhãn á. Nhưng mà ở bên tay phải, ở bên tay trái của pho tượng mà tay phải của mình hướng vào lễ á, thì trong hậu cung á, chúng ta thấy có hai pho tượng Quan Âm. Một pho tượng là Quan Âm Tống Tử, một pho tượng là Quan Âm Tọa Sơn. Pho Quan Âm Tống Tử là sao? Tức là trên tay ngài bế đứa con á, bế đứa trẻ con á, bế đứa trẻ con trai á, đặt cái nước đó vào đó, để đặt dâng cái nước đó trước cái ban thờ đó, hoặc đặt lên trên ban thờ đó, và chúng ta thì đi thắp hương và chúng ta khấn nguyện, chúng ta cầu Bồ Tát Quan Âm gia trì cho. Đấy, các vị xin con, xin cái, xin con trai. Thì có mấy trường hợp hoặc kinh nghiệm mà nói với chúng tôi, họ đi vào ngày lẻ thì về là toàn xin con trai. Đi vào ngày chắn thì về lại xin con gái. Đấy là những cái nhà mà họ, những cái người họ đi cầu họ được lại, họ quay lại họ nói với chúng tôi như thế. Còn thì chúng tôi không biết nó là thật hay là hư, đúng hay sai như thế nào. Nhưng mà những người họ bảo rồi thì hỏi đi vào ngày nào, thì những người bảo đi vào ngày rằm, đi vào ngày mùng 1, đi vào ngày lẻ thì họ về họ là toàn sinh con trai. Còn những người đi vào ngày thì mùng 2, ngày mùng 10, ngày 20 vân vân, như ngày chẵn thì về nó lại sinh con gái. Thế cái đấy thì con trai con gái là không phải là cũng không nặng nề, mà đi vào ngày chẵn hay ngày lẻ thì sinh con trai con gái. Như đấy là họ kể lại như vậy thì thầy nói lại cho chúng ta nghe. Con trai con gái nó còn phụ thuộc vào cái phúc của mình nữa. Cái phúc của không chỉ vợ chồng nhà mình mà cả dòng họ nhà mình nữa các quý vị ạ. Đó. Mà muốn tạo cái phúc đó thì làm sao? Nên bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm việc thiện. Để cho tăng phúc cho cả cái gì? Dòng họ nhà mình và bản thân mình nữa. Chúng ta biết là sinh được một đứa con trai không phải là dễ đâu. Gia đình mà phúc đức lắm thì mới được, không phải là không đâu. Cái có gia đình là sinh toàn con trai, và muốn đứa con gái thì cũng khó. Nhưng mà gia đình chúng ta muốn một đứa thôi á, để cho này nối dõi tông đường hương khói cho tổ tiên, ông bà, ông vải, vân vân về sau. Thì các cụ quan niệm thế gian là con gái là con nhà người ta, con trai với con nhà mình, đúng không? Họ quan niệm như thế, thực ra con nào cũng là con đấy các quý vị. Con gái mà nó hiếu thảo, nó học hành giỏi, nó hiếu thảo với ông bà, cha mẹ thì cũng chẳng khác gì con trai cả. Mà con trai mà gì ngang tàng ngỗ nghịch ấy, thì không bằng con gái. Nhưng mà đấy thì, nhưng mà thế gian thì họ cứ vẫn thích như thế. Thôi thì đấy là cái phương tiện nói để cho chúng ta biết thôi. Đấy, sau khi á lấy cái nước đó xong thì về cứ thế là uống thôi. Hai vợ chồng cứ thế là uống thôi. Đó. Và các vị này làm cái danh sách này để theo dõi xem. Đây là cái pháp hội Quan Âm để dành cho cái việc đó. Cái thứ nhất, cầu quốc thái dân an, âm siêu dương khái là cái chuyện bình thường pháp hội nào cũng cầu rồi. Nhưng pháp hội này nó dành cho một cái việc đặc biệt, đó là có hai trường hợp đặc biệt. Đó là trường hợp gì ạ? Cầu tình duyên, khổ lắm. Bây giờ đó, đến cửa Phật nó cũng đến nó đòi cầu duyên ở trong cửa Phật. Mà Phật mà không làm thì nó đi theo ngoại đạo hết. Nó đi theo tà đạo hết, nó vừa mất tiền mà có khi là gì, mang họa vào thân. Cho nên tôi cũng phải khấn nguyện với Phật Bồ Tát là thôi, ngài tần độ chúng sinh, phát nguyện là gì? Chúng sinh vô biên thể nguyện độ, mà cho nên á, ngài cũng phương tiện cho chúng con làm cái đàn này để gì? Những đứa nó cầu tình duyên thì thôi, ngài cũng tác duyên cho chúng nó. Phật Bồ Tát bây giờ thời mạt pháp này còn phải làm cả ông mai bà mối nữa đấy các quý vị. Đó. Thời chính pháp á, thì Phật khuyên chúng sinh là để đi thẳng vào con đường giải thoát, cầu đạo giải thoát. Nhưng thời mạt pháp á, thì Phật Bồ Tát là gì? Phải đóng một cái vai trò nữa, là thể hiện ra một cái thân nữa, là ông mai bà mối cho chúng sinh. Sau đó mới dẫn dắt nó vào đạo được. Nó khổ lắm. Đó. Đấy, như vừa qua cái chương trình Phật Pháp nhiệm màu kỳ thứ 3, thứ 4 vừa qua có trường hợp bên Đông Anh nữa. Trên 30 gần 40 rồi, anh nào đến nó cũng lắc. Mà thậm chí có anh đến nó ưng á, thì khi ưng một cái anh ta nó lại đi kiếm cô khác mất, tưng hưởng một mình. Khi lên đây bắt đầu rồi cúng một pho tượng Địa Tạng và cầu tình duyên.
làm cái lá sớ rồi á, về đọc kinh Địa Tạng nữa. Thế tôi bảo là thôi cứ đọc đi, mấy tháng sau thì nó sẽ cưới đấy. Thế bảo là nó đã có người yêu đâu mà cưới thầy. Tôi bảo thì cứ đọc đi. Tôi bảo là gì? Sang đầu năm tháng 4 là cưới đấy. Thế mà tự nhiên gần gần đến ngày mà cái có ba anh nó đến đấy. Ba anh nó đến là cùng hỏi cái cô này để xin cưới cô này một lúc. Gia đình với lại bà Phật tử gọi điện hỏi tôi thì cưới anh nào thầy? Tôi bảo cưới anh nào là cô ấy chọn chứ làm sao tôi chọn được. Cô ấy thích anh nào thì cô ấy chọn thôi. Bây giờ cô có quyền rồi. Trước thì cô ấy thì chả được có quyền. Bây giờ có quyền, ba anh nó đến ngỏ lời một lúc. Thì cô ấy thấy anh nào thì nó hợp với mình nhất. Về tính cách, về đạo đức vân vân. Có thể nó nghèo hơn một chút, nhưng mà về tính cách, phẩm chất, đạo đức mà tốt ấy, thì cô ấy gật đầu có gì đâu. Thế bảo thế hả thầy? Bảo ừ cứ thế. Cơ bản nhất là phải chọn cái người có hiền lành, tính cách và đạo đức. Tiền của nhiều mà nó không có đạo đức hoặc đạo đức kém thì cũng không bằng cái người mà nghèo nghèo một chút mà người ta lại nhân phẩm mọi cái lại tốt. Chọn chồng chứ không chọn của. Thế tôi nói như vậy, thế là về cả nhà bàn nhau và cô ấy bảo con thích anh ấy nhất. Thế bảo anh ấy được không? Bảo anh ấy được mọi cái thầy ạ. Bảo ớ được mọi cái thì quyết đi. À, thế là gì? Là cưới, thế là sao? Có gì đâu. Đó. Thế cho nên tôi mới nói để nói vui là Phật Bồ Tát bây giờ phải là phải đóng cả một cái vai là gì, là ông Tơ bà Nguyệt để đi xe duyên cho gì, cho chúng sinh. Không có là gì, nó chạy theo tà đạo, nó đi theo làm những cái pháp ví dụ như cắt tiền duyên này, rồi dân vân này nọ, rồi tốn tiền tốn của mà không có được. Rồi dần dần nó bảo trình đồng mở phủ thành bà đây, bà đồng bà cốt lúc nào không biết, thế là theo tà đạo gì đó, đúng không? Cho nên Phật Bồ Tát thì cũng phải phương tiện cho nó là đi theo đường chính đạo. Thế bây giờ tự nhiên nó tùng kinh Địa Tạng, nó tùng kinh Địa Tạng thì nó hiểu ra cái giáo lý của Đức Phật nói trong kinh Địa Tạng, của nó đi theo con đường, còn đường chính đạo đấy gọi là Phật pháp gì, nhiệm màu, phương tiện của Phật pháp, giáo lý của Đức Phật giống như chiếc thuyền để gì chở chúng ta qua sông vậy. Đó. Đấy là phương tiện của Phật giáo Đại thừa đó các quý vị. Cho nên ở đấy cái trường hợp đấy thì khuyên như vậy, nếu mà chúng ta mà kém phước thì có thể chúng ta tùy duyên để tạo phước bằng cách là gặp cái chùa nào họ đang xây dựng, không cứ là ở đây đâu, ở chùa quê chúng ta cũng được, ở gần nhà cũng đang được, đang xây dựng chúng ta ra chúng ta cúng gì, túi xi viên gạch, làm chùa tô tượng đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Đó là câu nói ở rất là quen thuộc của các tổ sư đã truyền bá hàng ngàn ngàn năm nay ở Việt Nam chúng ta cũng như trên thế giới rồi. Công đức lớn lắm. Chúng ta biết vì sao mà Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế, vua của quái trời thứ hai là quái trời Đao Lợi đó, mà được làm vua quái trời không? Đó chính là ở kiếp trước, khi thời Đức Phật Ca Diếp nhập Niết Bàn đi, thời Tượng Pháp, lúc đó cũng đang ở trong thời Tượng Pháp như chúng ta này. Bây giờ có 33 cô gái là bạn thân với nhau đi chơi. Đi chơi đến dạo qua đến đó, đến một ngôi chùa nó đổ nát, cũ nát sập đổ vì không có sư chủ trì, nhân dân thì không có điều kiện để xây dựng lại, cho nên chùa đổ nát, tượng Phật thì long lở, mắt mũi chân tay thì không còn hình thù nữa. Cho nên cái cô đó thì về nói với các bạn của mình, với 32 vị nữa là đều là các cô gái bạn thân với nhau, và hùn tiền lại để khôi phục xây dựng lại ngôi chùa đó và đắp lại, tô vẽ lại cái pho tượng đó. Và sau khi xả bỏ báo thân, cả 33 cô gái đó đều được sinh lên quái trời thứ hai là quái trời Đao Lợi. Cái vị chủ sướng đó chính là gì, là tiền thân của Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó các quý vị. Cho nên chúng ta thấy là vì vậy mà từ đó cho đến nay, từ thời Đức Phật Ca Diếp cho đến thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni này, Ngọc Hoàng Thượng Đế vẫn là vua của gì, của 33 tầng trời thứ hai, quái trời thứ hai, tức là quái trời Đao Lợi. Quái trời đó có 33 vị vua, thì cái vị vua trung tâm, tức là vị vua lớn nhất ở trong quái trời đó chính là gì, gọi là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Còn chung quanh là có 32 nước nhỏ, có 32 vị quốc vương nhỏ để hộ trì cho vị đại quốc vương ở quái trời đó nữa, chính là gì, 33 người bạn xây chùa
tô tượng đúc chuông ở thời mạt pháp của Đức Phật Ca Diếp vậy, cho nên công đức rất lớn. Vì vậy mà cái trường hợp mà muốn cầu con trai hay cầu con gái, đây là một cái việc hệ trọng, việc rất là lớn lao. Đối với những cái người mà cưới xin bao nhiêu năm, chạy chữa cầu cũng bao nhiêu lần rồi không có con, thì đây cũng là một cái nhân duyên để cho chúng ta tạo phước. Bất cứ chùa nào, chứ không phải chùa đây đâu, chùa nào cũng được. Nhưng mà nơi chùa nào mà họ gì, sư mô ở đó họ tu tập tốt, quý thầy ở đó tu tập tốt, hoặc là các Phật tử ở đó họ tu tập theo chính đạo tốt, thì chúng ta dâng vào đó để tạo cái phước báo cho chúng ta, thì cái việc cầu nguyện tôi nghĩ rằng á, Phật Bồ Tát sẽ gì, sẽ hoan hỷ, mà tự cái phúc của chúng ta sẽ được lớn lên, sẽ được thôi. Đấy, cái trường hợp đó xin hướng dẫn như vậy, không chỉ một người có câu hỏi nào đâu này đâu, mà tất cả những người trùng với cái ý đó thì cũng nên làm như thế. Đó, nên làm như thế. Đó, nên làm như vậy thì rất tốt. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con lên chùa đây là lần thứ hai tham dự pháp hội. Tháng 7 con đi lên một lần, và lần này nghe thầy tổ chức pháp hội Quan Âm, con rủ thêm mấy người bạn nữa để lên tham dự pháp hội Quan Âm của thầy. Và con cũng biết rằng nhà chùa mình đang xây dựng tháp báo ân để cho các Phật tử gửi cho cốt lên đó. Nhưng con chưa biết làm như vậy có trái với đạo lý của thế gian không? Vì ở thế gian sau khi chết phải đem chôn ở nghĩa trang, còn bây giờ lại đem tới chùa. Xin thầy giải thích cho con được biết. Con xin đa tạ thầy. Một Phật tử hỏi câu hỏi đó. Ở đây thì cái này thì trước đây thầy cũng đã giảng rất nhiều rồi, vì thời gian hôm nay nó không có nhiều để giảng cái đó. Các Phật tử về sau khi về muốn tìm hiểu về cái này thì xuống phòng thông tin có một cái đĩa thầy giảng trả lời câu hỏi của các Phật tử ở chùa ngoài rất rõ ràng, rất rành mạch về cái này rồi. Vì có những Phật tử nói rằng đi tu các quý thầy, và một số các quý thầy, một số các Phật tử nói rằng tu tịnh độ cầu sinh Tây Phương mà còn gì, còn chấp vào cái thân mang cho cốt lên tháp thì không được vãng sinh, vì còn chấp vào cái nắm xương cho nên không được vãng sinh. Cho nên một số Phật tử đã hoang mang và nói rằng như thế thì thôi, gửi xương lên chùa, gửi cho cốt lên tháp là không được vãng sinh, tôi bỏ đi không nữa. Xin thưa các quý vị, vãng sinh nó không phải ở cái chuyện là gửi cho cốt lên tháp, hay là đem giải ra ngoài sông, hay là đem gì, đem chôn ở ngoài nghĩa địa, mà điều quan trọng vãng sinh hay không là ở gì, ở cái sức tu của chúng ta này này, ở cái sức nguyện của chúng ta này này, sức tu sức nguyện của chúng ta, tín hành nguyện của chúng ta có đầy đủ hay không. Đầy đủ thế sẽ được vãng sinh, mà không đầy đủ thì A Di Đà Phật không đến. Thì thần thức của chúng ta ra là gì, cũng giống như ngày nay vậy. Các quý vị cứ nghĩ là xem, bây giờ các vị bảo có tu tinh tấn, tinh tấn trong 3 ngày pháp hội này thôi, hết 3 ngày pháp hội về chúng ta lại gì, đâu vào đấy, biếng lười lại trở về biếng lười. Có thể được một vài tuần đầu chịu khó lên tụng kinh niệm Phật ở nhà, nhưng vài tuần sau, vài tháng sau mà không lên chùa xem, tâm bồ đề dần dần thoái đi. Chúng ta lại thích đi buôn dơ lê trở lại hơn là thích gì, ngồi đọc kinh niệm Phật vậy. Đấy gọi là thoái bồ đề tâm. Cho nên người tu mà gì chưa được Phật hiện ra để phóng quang minh tiếp dẫn thần thức mình về Tây Phương Cực Lạc thì thần thức của mình lại tiếp tục ở lại thế gian này trong vòng 47-49 ngày, hoặc ngày đầu tiên được đi đầu thai, hoặc chỉ trong một vài giây đầu thôi đi đầu thai ngay rồi. Nếu làm cực ác thì đọa địa ngục, làm cực thiện thì được vãng sinh hoặc được sinh lên trời. Còn thiện ác chưa phân thì cứ 47-49 ngày nó sinh ra cái trung ấm thân, và chúng ta cứ phảng phất ở đó. Nào đi đâu, bây giờ đi đâu, nó đi theo chính cái gì, xác thân mình ở đâu thì thần thức mới chạy theo đó, chấp vào nó. Mà giống như bây giờ các vị chấp vào nhà chúng ta đấy,
Các vị ngon không? Có ngon ở lại tất cả 2-3 nghìn người ở lại đây đi, mai thầy cạo tóc cho hết rồi làm sư hết, có được không? Mai hết pháp hội 3 ngày, các vị ở lại đây hết đi. Ai ở lại đây qua 6 tháng 1 năm thầy thấy được cạo tóc cho thầy sư hết, kể cả gì 90 tuổi tôi cũng cạo tóc cho thầy sư hết, có được không? Đâu có được. Ngày mai chưa xong một cái là gì, không kịp chào thầy nữa, mà phải gì ạ? Làm sao để cho thầy nhìn không nhìn thấy mình, để cho mình về được càng nhanh càng tốt. Đó. Vì sao? Vì cái nhà của mình vậy, nhà của mình vậy, chồng của mình vậy, vợ của mình vậy, con của mình, cháu chắt của mình còn ở nhà vậy. Và chính vì cái đắm chấp đó cho chúng ta không thể thoát ly được, không thể xuất ra được, không thể thanh tịnh tu tập một đời cầu giải thoát được. Đó, đấy gọi là nghiệp ái của thế gian mà vẫn còn. Ái ở đây không phải là cái tình yêu nam nữ không, mà ái đây là tình yêu gì, vợ chồng, con cái, cháu chắt, và yêu nhà, yêu cửa, yêu công danh, yêu sự nghiệp mà chúng ta gây tạo cả một đời, nửa cuộc đời đó, già nửa cuộc đời vân vân rồi đó. Đó, cho nên á, sau này khi chúng ta mất đi, thân chết rồi, thân trung ấm hiện ra, Phật Bồ Tát chư thiên không nên đón, vì chưa đủ công đức để các ngài đón, vì các ngài là người biết rõ đủ công đức để đón hay chưa. Cho nên các ngài không nên đón thì chúng ta quanh quẩn ở cái thân thể chúng ta, thân chúng ta đem chôn thì chúng ta gì, ra mộ chúng ta nằm, thân đem thiêu chôn ở đâu rồi thì thần thức sẽ bám vào đó để ngự. Đó gọi là gì, gọi là ma quỷ ở dưới quái âm vậy đó. Và thay vào đó tôi xây dựng cái tháp báo ân này mục đích là gì, để cho các Phật tử đồng tu chúng ta khi chưa được giải thoát thì chúng ta có một cái nơi, một cái chốn để nương vào để gì? Một cái nơi, cái chốn nương vào để tu tiếp. Vì ở trong chùa ngày nào cũng gì, cũng được tu, mà thậm chí ngày nào cũng được gì, cũng được ăn. Ở trên Phật đó, cũng như thế nào thì ở ban vong chúng tôi cũng như thế, không có phân biệt. Các vị biết không? Trên ban tổ cúng một bát cơm thì ở dưới nhà vong chúng tôi cũng cúng một bát cơm. Trên nhà tổ nhà Phật đó có cái quả gì, cái quả cam quả táo, thì ở dưới ban vong cũng có quả cam quả táo, bình đẳng. Vì sao? Vì mục đích của chúng tôi á là để gieo cái duyên cho các Phật tử chưa được siêu thoát thì nương vào đó để tu tập sẽ được siêu thoát. Mà được về siêu thoát rồi, các vị sẽ trở thành những vị Phật, những vị Bồ Tát, những vị Phật tương lai. Cho nên đó, những vị Phật đã thành với những vị Phật tương lai đều được cung kính tôn trọng như nhau. Đấy là lời Phật dạy đó.